Chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mình có thể bảo mật một cái tệp tin Word nào đó nhé. Chào mọi người, nhớ đây là tệp tin Word. Thì mọi người có ai sử dụng Word để mình có viết nhật ký không nhỉ? Còn đối với mình thì mình sẽ viết nhật ký rất là thường xuyên ở trong Word. Đó, để mình có thể làm sao, mình có hai tác dụng. Cách dụng nhất đấy là mình có thể luyện, đánh máy. Chào, đánh máy. Thứ hai là đỡ tốn tiền, đỡ tốn chi phí mua sách. Dạ, đỡ tốn chi phí mua sách. Mình chỉ có máy tính thôi, mình làm sao để mình có thể đỡ tốn chi phí mua sách? Lại phải mua một cuốn sách, làm sao có cái khóa để mình có thể viết nhật ký được. Thì ở đây mình đỡ tốn cái đấy, thì mình sẽ viết nhật ký vào trên Word, vừa có thể luyện đánh máy, vừa đỡ tốn tiền mua sách. Thì ở trong này đã nói là nhật ký rồi, nhật ký thì đâu có thể cho ai xem được, thì mình sẽ phải khóa nó lại, hay được gọi là bảo mật thông tin cho tệp tin, bảo mật cho tệp tin. Word. Thì bây giờ bước đầu tiên để mình có thể bảo mật cho tệp tin Word thì mình sẽ vào trong thẻ file để bảo mật. Thì bảo mật cho một cái gì đó thì thường người ta sẽ đặt mật khẩu, thì có nghĩa ở đây cũng tương đương như đấy là mình sẽ đặt mật khẩu cho tệp tin thôi. Để đặt mật khẩu cho tệp tin thì mình sẽ vào file, chọn info. Bây giờ mình sẽ nhìn thấy một biểu tượng có khóa và chìa khóa protect document, được gọi là bảo vệ tệp tin. Thì mình sẽ chọn tiếp vào biểu tượng y xì như thế, encrypt with password, là mã khóa với mật khẩu. Thì ở đây mình sẽ nhập mật khẩu cho tệp tin của mình. Ok, tương tự mình phải xác nhận lại mật khẩu của mình một lần nữa. Ok, và bước cuối cùng của mình, bao giờ bước cuối cùng khi thao tác với tệp tin thì mình bao giờ mình cũng phải lưu. Thì ở đây bước cuối cùng mình cũng sẽ là lưu nó lại. Bây giờ khi mình thử tắt nó đi, giống như kiểu là mình đóng cuốn sách lại và mình sẽ mở nó lên. Mình sẽ mở thử này, là mình phải có mật khẩu thì mình mới mở lên được. Thì đã liên quan đến mật khẩu thì mình sẽ làm bằng cách nào đó để mình có thể thay đổi được mật khẩu. À, đây là cái phần tiện lợi thứ hai này. Đối với cuốn sách thì người ta đặt mật khẩu đặt sẵn rồi, mình không thể thay đổi được. Nhưng mà đối với cái này mình có thể thay đổi được bất kỳ. Bây giờ mình thay đổi bằng cách như thế nào? Thì trước hết mình phải mở một cái tệp tin lên đã, đúng không? Sau đó mình mới thay đổi được. Để thay đổi thì mình sẽ vào trong thẻ làm lại thôi, file, info. Các bước nó cũng sẽ giống như vậy, protect document, encrypt with password. Bây giờ ba dấu chấm này là đại diện cho mật khẩu cũ. Nếu mà mình muốn tạo mật khẩu mới thì mình sẽ nhập mật khẩu mới và làm các bước tiếp theo. Còn nếu mà mình muốn xóa mật khẩu hoàn toàn đi thì mình sẽ xóa ba dấu chấm cũ đi, để làm sao cái ô password này là một ô trống không có gì cả. Thì có nghĩa là mình không có mật khẩu nữa. Ok, và ấn save để lưu. Rồi đấy là các bước để mình có thể bảo mật cho tệp tin Word của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các bài tiếp theo.